Búp bê thần sầu dưới tầng hầm. Một người đàn ông và bạn của anh ta đã phải nhốt con búp bê ở trong tầng hầm vì họ mua phải một con búp bê bị ma ám. Anh ta cho biết rằng con búp bê tạo ra nhiều tiếng động trong ngôi nhà, những đồ vật tự di chuyển. Anh ta nhốt nó nhiều ngày qua và bây giờ cả hai đang do dự không biết ai sẽ là người xuống dưới tầng hầm. Bây giờ đã đến 3 giờ sáng, giờ của ma quỷ hoạt động. Đây là thời điểm mà bất kỳ điều gì huyền bí luôn xảy ra. Khi đến trước cửa hầm, anh ta không thể mở cửa. Nghĩ ra một cách, anh ta đi lấy cây thánh giá, một món đồ trừ ma. Anh ta đặt vào cánh cửa tầng hầm, thì bên trong cánh cửa rung lắc dữ dội. Rồi một cái gì đó chạy xuống cầu thang trong tầng hầm trống. What the hell? Dude, so whatever's behind that door is freaking out right now. You need to take it off. Take it off the door right now. Okay. What the hell? Dude. Mở được cánh cửa, anh ta cẩn thận đi xuống và đóng cửa, không cho điều gì thoát ra ngoài. Rõ ràng anh ta để nó một chỗ, nhưng bây giờ tìm kiếm khắp nơi, không thấy ở đâu. Và tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, nhưng tầng hầm trống rỗng. Bất ngờ, cả hai nhìn thấy con búp bê đang ngồi bên một cây nến đang cháy. Cả hai cẩn thận bước chậm đến gần để bắt lấy con búp bê. Sau khi thổi tắt ngọn nến, anh ta nhặt con búp bê thì đột nhiên anh ta cảm thấy chóng mặt. Khi anh ta đi lên cầu thang, nghĩ rằng cả hai đang đi cùng, đến lúc ngoảnh lại không thấy người bạn của mình đâu. Dường như anh ta đang phải chiến đấu với một cái gì đó dưới tầng hầm. Cố gắng mang con búp bê ra trước rồi quay xuống thì thấy rằng người bạn đang ngồi bất thần trước một cây nến đang cháy. Sau khi gọi người bạn tỉnh dậy, cả hai cùng đi lên, nhanh chóng mở chiếc váy bên ngoài thì bên trong là một chiếc áo màu trắng với đầy những vết loang giống như nó đã từng thấm một chất lỏng màu đỏ đầy trên áo. Sờ thấy một chỗ mềm, anh ta mở ra bên trong là một lớp bông thấm với một cái mùi ẩm mốc khó chịu. Thứ đầu tiên anh ta tìm thấy bên trong con búp bê là một đồ vật giống như một cái mặt dây chuyền để đeo trong một nghi lễ nào đó. Nó bằng kim loại, có màu đồng và có con ngựa bên trong. Tiếp đó là một thỏi giống như thạch cao màu trắng có rất nhiều lỗ xung quanh. Tìm mãi anh ta thấy một con búp bê trắng, hai tay hướng lên trên mặt như một bông hoa, sau lưng là đôi cánh tiên, nhưng trên mặt rất kỳ lạ với hai dấu X trên hai cái mắt. Mái tóc buộc giống như một người phụ nữ thiên thần, có nhiều vết loang màu đỏ ở mặt trước, mặt sau, cổ tay của búp bê. Tìm mãi mới thấy thì đó lại là mảnh vỡ của một cái đĩa với những dòng chữ nguệch ngoạc trên mặt đĩa. Ở sâu hơn phía trên ngực của búp bê là một chuỗi hạt vòng cầu nguyện. Tại sao bên trong con búp bê ma ám lại có một chuỗi hạt cầu nguyện? Điều đó thật kỳ quái. Anh ta tiếp tục lại tìm thấy một cái lọ đựng chất bột màu trắng bên trong. Anh ta đổ ra và lếm chất bột thì đó là một lọ muối. Thiên thần và cây thánh giá, tất cả những thứ đó có phải là để ngăn chặn ma quỷ xâm nhập hay không? Sâu nữa bên trong của búp bê, anh ta tìm được một cái túi rất nhũn và bùng nhùng. Anh ta đổ ra xem. Tôi trông nó giống với một con giun đất vì nó mềm nhũn và có màu đỏ. Tất cả những mảnh đĩa anh ta ghép lại thì được một dòng chữ bạn sẽ chết ở đây. You will die here, Grafnix. Bro, what the freak? Why is my name on the plate? Whoa, what the hell? Oh my god! What the hell's going on? Chiếc ghế bay về phía anh ta, mọi thứ rung chuyển trong căn phòng. Con búp bê biến mất khỏi cái bàn, một tiếng lớn dưới cầu thang tầng hầm. Anh ta chạy đến cửa thì nghe thấy tiếng khóc ở dưới đó. Cả hai người đàn ông để lại tất cả mọi thứ đi ra ngoài để ổn định tinh thần.
đó có phải là một con búp bê ma ám nhất không? Những thứ bên trong con búp bê đó để làm gì? Có mục đích gì bên trong? Theo như bạn, họ nên làm gì để khắc phục hậu quả bây giờ? Chất nhờn thần thánh bên trong búp bê ma ám. Một người đàn ông và bạn của anh ta đã phải vật lộn với một con búp bê được cho là bị ma ám trong ngôi nhà mà anh ta đã mua nó về. Anh ta tìm kiếm khắp xung quanh vì con búp bê luôn muốn trốn thoát khỏi ngôi nhà. Sau khi biết rằng chủ nhân của nó sẽ phẫu thuật con búp bê ma ám vào một ngày đen tối nhất. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng là giờ ma quỷ hoạt động nhiều hơn. Cả hai quyết tâm tìm bằng được con búp bê đang lẩn trốn trong ngôi nhà. Họ tìm kiếm khắp xung quanh nhưng chỉ thấy những tiếng động và đồ vật tự di chuyển. Cuối cùng anh ta tìm thấy nó đang lẩn trốn trong một căn phòng. Anh ta nhanh chóng chùm được nó vùng vẫy trong một cái chăn. Anh ta chạy đến để giữ lấy con búp bê quỷ ám. Con búp bê có vẻ như đã ngây ngất trong hương vị của cái chảo. Cả hai đặt nó lên trên một cái bàn. Người giữ tay, giữ chân, dùng băng dính để dính tay, dính chân, dính cổ và bụng của búp bê. Sau đó dùng cái kéo để mở áo. Đây có lẽ là giây phút linh hồn của bên trong búp bê thoát ra ngoài. Cố gắng tìm kiếm bên trong con búp bê xem có cái gì mà nó lại có thể vùng vẫy hoạt động mạnh đến như thế. Anh ta sở thấy một cái lọ dài có màu tối với dòng chữ bên ngoài dịch ra là quái vật. Dường như bên trong có một thứ chất nóng giống như những cái lọ trong phòng thí nghiệm ở bệnh viện. Anh ta đổ ra là một chất nóng có màu đen như dầu nhớt, một màu đen kỳ lạ. Đây có phải là rớt rãi của quái vật hay là cái gì của ma quỷ mà nó di chuyển một cách kỳ quái? Bạn hãy để ý khi anh ta để tay ở đâu thì một vòng tròn kỳ lạ di chuyển hướng về phía các ngón tay của anh ta. Anh ta đặt tay sang hướng khác thì cái vòng đó lùi lại và tiếp tục di chuyển theo hướng mới của bàn tay. Anh ta nhấc tay khỏi bàn thì nó quay trở vào trong. Anh ta lém xuống một lần nữa và đi rửa tay, sợ có chuyện gì xảy ra. Chất nhờn có phải là của quỷ ám không? Tổng kiểm tra bên trong búp bê bị ma ám. Một số những người đàn ông sau khi mua một chiếc hộp từ trên web tối thì anh ta mở ra và nhận được một con búp bê kỳ lạ. Anh ta cho biết rằng con búp bê đó bị ma ám và anh ta phải nhốt và khóa nó vào trong một chiếc hộp. Đợi đến một ngày thuận lợi, anh ta sẽ mở ra xem bên trong bụng con búp bê đó có những gì. Sau một thời gian, anh ta quyết định mổ con búp bê vào 3 giờ sáng vì đó là giờ linh thiêng nhất. Khi anh ta tìm đến cái hộp mà đã khóa con búp bê ở bên trong, nhưng hoàn toàn bất ngờ, con búp bê không có ở đó. Anh ta đi tìm khắp xung quanh, lục tung tất cả mọi thứ, nhưng không thấy trong tủ quần áo, trong ba lô, mọi thứ đều không có. Khi anh ta định lên tầng trên thì nhìn thấy con búp bê đang ngồi chễm chệ trên cầu thang. Anh ta gọi thêm người bạn của mình xem đang ở đâu. How did you get up there? She's insane. That's really... What the hell? Con búp bê biến mất khi họ chạy lên tìm trong phòng ngủ người bạn của mình thì con búp bê đang nằm bên anh ta lúc nào không biết. Nhanh chóng bắt lấy con búp bê không để cho nó trốn thoát một lần nữa. Cả hai mang nó ra để trên một cái bàn để chuẩn bị cho một cuộc tổng kiểm tra bên trong búp bê đó. Khi đang chuẩn bị mổ thì người bạn trong phòng ngủ bất ngờ chạy ra và nói những lời ngăn cản và những cử chỉ nổi giận như đang bị ai đó nhập vào, không phải là anh ta.
Go. Anh ta ngã xuống nhưng không thể tự mình dậy được. Người bạn cầm con búp bê nhanh trí đã tìm được nước thánh đổ lên người anh ta. What is that? Anh bạn của anh ta đã tỉnh lại với những gì đã xảy ra. Anh ta vẫn quyết định mở bằng được xem bên trong búp bê có gì. Khi cắt lớp vải đó, điều đầu tiên anh ta tìm thấy trong lớp bông là một chiếc dao cạo màu hồng. Tiếp đó là chiếc giày của trẻ em, cái đầu của búp bê Barbie, một cái bợp tóc, hai miếng gato, một tấm hình cô gái trẻ. Tấm hình đó để làm gì? Bạn có liên tưởng gì về những món đồ mà người bán đã cất giấu ở trong bụng của búp bê? Đó có phải là những đồ chơi của một ai đó hay không? Và linh hồn của người đó có phải là đang ở trong con búp bê đó không? Bạn nghĩ rằng chuỗi hạt cầu nguyện, lọ muối, chiếc túi như con giun đất và những mảnh vỡ để làm gì bên trong búp bê đó? Chất lỏng kỳ quái chạy theo những ngón tay của anh ta có thể là gì trong búp bê? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn!